Nhưng mà thật ra thì sao? Em giúp em bảo tượng, thao tượng sức mạnh đúng và không? Và nếu như quý vị muốn chơi vui thì quý vị nên nhìn Nang giống như bé Quỳnh Anh thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự... nhục nhã không cái tác động của cái tức tối nó lên nước bọt của quý vị chảy liên tục và cứ đố được các bạn kìm được nước bọt chảy ra khi mà các bạn nhìn món ăn ngon. Rồi còn bây giờ nếu muốn xem chương trình Thiên Đường Ẩm Thực thì các bạn hãy mở TV vào lúc 20 giờ. Vào lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Yeah.